Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại nhà vườn Đạt Nhung. Đây là khu sản xuất và ươm các loại giống cây trồng của bên mình. Nguyên cái rể ở bên này là mình đang trồng, mới trồng cái na Đài Loan đấy. Như cây mình mới trồng đây là cây na Đài Loan choai, mà mình mới trồng xong mà mình bấm cành, cây đã ra hoa rất là nhiều các bạn ạ. Đó, na Đài Loan này, hoa ra cực kỳ nhiều, hoa này to. Hoa này đã to rồi và đang ở trong cái giai đoạn là thụ phấn rồi. Còn khi mà cái cánh này, ba cái cánh này nó nở bung ra thì có nghĩa là lúc đấy là một là đã thụ phấn rồi, hai là chưa được thụ phấn hoặc là không thụ phấn được thì là sẽ chỉ để lấy phấn thôi. Tuy nhiên na Đài Loan này là một cái dòng cây không cần phải thụ phấn được bổ sung mà cây vẫn cho hoa rất là nhiều và cho quả đậu tự nhiên. Đấy, nguyên hoa của nó như thế này các bạn ạ, cành nào cũng vậy hết đấy. Cái cành này bé như vậy mà nó cũng mang rất nhiều hoa này. Như thế này mà nó đậu 100% thì không biết là cành có mang nổi quả hay không nữa. Hiện nay ở bên nhà vườn Đạt Nhung, bên mình có cả cây giống của cây na Đài Loan và cây choai của cây na Đài Loan các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây choai để về có thể là bắt quả ngay, trồng sớm cho hoa cho quả thì liên hệ trực tiếp để lấy cây choai. Cây choai thì giá cả cũng rất là rẻ thôi ạ. Các bạn liên hệ trực tiếp để nắm được giá của cây các bạn nhé. Hoa rất là nhiều, sum xuê luôn. Bây giờ là hôm nay mình đi thăm vườn là nó đang chớm hoa thôi chứ cũng chưa phải là đạt cái tỷ lệ hoa là nhiều nhất. Tuy nhiên đúng là nếu mà cái vườn na này mình mới trồng thôi, sợ được khoảng 2 tháng là mình cũng hạ cái cây choai một chút đấy. Đặt cái cây choai một chút xuống. Chứ nếu mà mình chăm sóc tốt thì cuối năm đầy quả luôn. Có khi lại đổi nghề từ bán cây giống sang chuyển sang bán hoa quả ấy. Đây là cái quả này là nó nhỏ này. Mình quay như thế này không biết, mình thấy hơi mờ mờ nhưng đã đậu rồi đấy. Đó, cái quả mà có cái màu tím tím ở đáy quả này này. Là nó mới thụ phấn xong các bạn ạ. Đó. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Các bạn có nhu cầu mua na Đài Loan thì liên hệ trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung. Bởi vì bên mình cung cấp giống ra thị trường là chuẩn giống 100% và có bảo hành cho khách đến khi ra hoa kết quả. Cây giống hiện nay na Đài Loan này, cây giống cũng rẻ thôi các bạn ạ. Nên là các bạn có đầu tư thì cũng rất là thoải mái trong vấn đề tài chính. Đấy, hoa nó ra nhiều thế này cơ mà. Na Đài Loan này tự ra hoa, tự đậu quả và không cần phải thụ phấn bổ sung đâu các bạn nhé.